thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất điện ở các tỉnh miền Bắc giữa thời tiết nắng nóng đang khiến cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn. Và tình trạng này rất có thể sẽ tiếp tục kéo dài khi hàng loạt nhà máy thủy điện đã phải dừng phát điện để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế. Mới đây, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có báo cáo về lưu lượng nước các hồ thủy điện trên cả nước. Theo đó, cơ quan này cho biết lưu lượng nước về các hồ tăng nhẹ so với ngày 7 tháng 6 nhưng vẫn ở mức rất thấp. Mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ dưới mực nước chết. Hiện tại, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Một số nhà máy phải dừng để đảm bảo an toàn cho tổ máy. Cụ thể, 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng mực nước hồ không đảm bảo như Sơn La, Lai Châu, Hồi Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrông. Tại khu vực miền Bắc thì các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Hồ Lai Châu là 102 mét khối trên giây, hồ Sơn La là 118 mét khối trên giây, hồ Hòa Bình là 311 mét khối trên giây, hồ Thác Bà là 76 mét khối trên giây, hồ Tuyên Quang là 110 mét khối trên giây, hồ Bản Chát là 11 mét khối trên giây. Trừ hồ Hòa Bình thì mực nước các hồ ở mực nước chết. Trong bối cảnh nguồn cung điện rất khó khăn, EVN đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên có trụ sở tại miền Bắc triển khai ngay các biện pháp tiết kiệm điện cấp bách đến tháng 8 năm 2023. Đồng thời, cán bộ công nhân viên thuộc EVN phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động tiết kiệm điện. Thưa quý vị, do tình hình nắng nóng gay gắt tại miền Bắc và hiện tượng El Nino cùng với việc nước về các hồ thủy điện rất thấp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện. Cục Điều tiết Điện lực cho biết hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350mW, ở một trong những giải pháp sắp tới là phải tiết kiệm điện. Cụ thể, đối với nguồn thủy điện tính đến ngày 6 tháng 6, hầu hết hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đang phải hoạt động ở dưới mực nước chết. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình vẫn còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12 và 13 tháng 6. Với nguồn nhiệt điện do nắng nóng, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài, dẫn đến những sự cố về thiết bị. Hệ thống điện ở miền Bắc thiếu hụt khoảng 4.350MW, với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng 30,9 triệu kWh, đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày, do vậy phải tiết giảm điện. Hiện ở miền Nam, miền Trung hoàn toàn đảm bảo cung ứng điện, riêng miền Bắc còn nhiều khó khăn và thiếu điện trầm trọng. Giá điện vừa tăng 3% vào đầu tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lại nóng lòng tiếp tục đề xuất tăng giá điện vào tháng 9 tới để bù đắp thua lỗ liên tiếp trong thời gian qua. Nhưng việc này đang gây ra nhiều băn khoăn, ý kiến trái chiều. Vấn đề công khai minh bạch cũng như làm rõ vấn đề thua lỗ của EVN trong khi 5 công ty con lãi lớn là yêu cầu mà các chuyên gia đặt ra. Bà Nguyễn Thị Phương sinh sống tại phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tình trạng mất điện luân phiên thời gian qua khiến cuộc sống của bà gặp nhiều xáo trộn. Điều bà Phương mong mỏi nhất đó là một khi điện tăng giá thì chất lượng cung cấp điện phải được cải thiện để người dân yên tâm sử dụng trong ngày hè. Bây giờ cái gì cũng tăng giá mà điện lại tăng nữa, mà điện là một cái thứ dùng tất yếu trong mọi gia đình. Gia đình nào cũng phải dùng, một cái lĩnh vực nào cũng phải dùng đến điện. Mà bây giờ mất như thế này thì cũng khổ, mà giá điện đắt thì cũng khổ dân lắm. Toàn dân ai cũng muốn coi như là cái giá điện nó phù hợp, nhà nước hỗ trợ cho nhân dân đỡ khổ. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc EVN tiếp tục đề xuất tăng giá điện vào tháng 9 năm 2023 là chưa hợp lý. Thay vào đó cần ra soát, nghiên cứu cẩn trọng nguyên nhân tại sao EVN sản xuất kinh doanh lại thua lỗ trong thời gian dài như thế. Đặc biệt, cùng một hệ sinh thái nhưng EVN thì báo lỗ, trong khi các công ty con vẫn công bố lợi nhuận cao trong năm 2022. Trong cái năm 2022, rất nhiều các công ty con của EVN lãi và lãi lớn, nhưng mà tổng EVN thì vẫn lỗ. Thế tất nhiên là EVN có thể nói rất nhiều cái cách, nhưng mà chúng ta xem lại cái cơ chế quản lý đi. Và chúng tôi nói rằng đó là cái cơ chế. Hay ví dụ như cái chuyện là chúng ta mua cái giá điện. Rõ ràng nếu như chúng ta mà có cái điều tiết của nhà nước, có cái yêu cầu mua cái giá điện có thể cao hơn cái mức giá bình quân, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cũng phải có cái công khai ra. Các chuyên gia cũng đề cập đến chuyện nhiều doanh nghiệp, cá nhân mất tiền đầu tư hệ thống điện mặt trời, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên đến nay, EVN chỉ mua nhỏ giọt
Trong khi thực tế chúng ta đang đứng trước nguy cơ thiếu điện rất lớn, đặc biệt là vào mùa hè, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây là vấn đề cần phải làm rõ và tìm cách tháo gỡ khó khăn. Trong bất kỳ tình huống nào thì VDN cũng phải có trách nhiệm của mình với lại khách hàng, mà đặc biệt là người dân, để đảm bảo cho được cái nguồn điện để cung cấp cho việc sản xuất và sinh hoạt của người dân trong cái thời điểm hiện nay. Chúng ta không thể chờ cơ sở hạ tầng nó tự hoàn thiện được, thì EVN và Bộ Công Thương sẽ phải tích cực trong cái việc này, làm sao để có những cái giải pháp tối ưu nhất tham mưu cho chính phủ để chúng ta sớm hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng này, chứ không để cái tình trạng điện lúc thiếu lúc thừa. Năng lượng tái tạo thì có những khi mà người dân đầu tư ra nhưng mà thừa thì không biết bán cho ai, nhưng mà điện thì chúng ta vẫn thiếu. Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia cho rằng cần công khai, minh bạch cũng như sớm triển khai lộ trình xã hội hóa ngành điện, để các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất, truyền tải điện. Như vậy mới tạo ra được sự cạnh tranh, tránh độc quyền, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cái việc mà phát triển điện mặt trời hay điện gió, nó nhanh và nó mạnh. Ngoài dự tính của EVN cũng như của nhiều cái nhà quản lý. Và vì vậy cho nên nó dẫn đến cái việc là hòa vào cái mạng điện, nó đang có vấn đề. Nó có vấn đề từ cái việc là cái đường dây truyền tải. Nó có vấn đề là cái dung lượng của các cái đường dây truyền tải hiện nay không đủ cái năng lực để mà hòa lưới điện. Và đó cũng là cái bài toán mà EVN phải giải quyết. Đóng vai trò là một doanh nghiệp kinh doanh thì EVN cũng cần phải xem lại cái cách quản trị của mình trong cái quá trình kinh doanh, xem là cái điểm yếu nó nằm ở đâu và đâu là cái khâu then chốt nhất trong cái vấn đề thua lỗ này, chứ không hẳn là chúng ta cứ thua lỗ là chúng ta lại đổ hết lên người tiêu dùng. Trong bối cảnh hiện nay, dù có tăng giá điện, người dân và doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên, cần phải tính toán hợp lý, hài hòa để đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm của ngành điện trong bài toán kinh doanh lỗ lãi hiện nay. Thưa quý vị, lịch cắt điện ngày hôm nay, mùng 8 tháng 6 tại Hà Nội đã trải dài ra nhiều huyện ngoại thành. Còn tại Vĩnh Phúc, nhiều khu vực dân cư nhận thông báo bị cắt điện 2 lần một ngày, kéo dài đến giữa đêm. Cụ thể, theo thông báo tạm ngừng cấp điện của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, nhiều khu vực gồm các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây tiếp tục bị cắt điện. Đặc biệt tại Thanh Oai, có nhiều doanh nghiệp sản xuất trong diện thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 1 đến 3 giờ, luân phiên theo các khung giờ buổi sáng. Quận Long Biên và Hà Đông hôm nay có nhiều khu vực dân cư, tuyến đường cũng bị mất điện. Còn tại Vĩnh Phúc, nhiều hộ dân nhận được thông báo cắt điện, trong đó nhiều xã bị cắt điện 2 lần trên một ngày, từ chiều cho đến giữa đêm. Cụ thể tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, người dân đã nhận được thông báo cắt điện luân phiên liên tục trong ngày từ ngày 8 đến 9 tháng 6. Tại Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang cũng cập nhật hàng trăm khu vực sẽ bị mất điện trong ngày 8 tháng 6.